Rồi thì cũng như thường lệ, trước tiên đi vào nội dung chính của video thì mình sẽ đi vào video trước và mình sẽ chọn ra một bản, hai bản để mình tặng thưởng BNB, thẻ cào hoặc là Momo cho các bạn nhé. Nhưng mà ở cái video trước thì mình thấy rất là ít bản like, cho nên là trong video này thì mình sẽ chọn ra một bản thôi nha. Đây, một bản là mình like luôn nhé, tự mình like nha đây. Thì các bạn có comment rất là nhiều nhưng mà các bạn không hề like nhé, coi như là các bạn đều là những người đi spam comment thôi. Ok thì các bạn like sau là các bạn comment cho mình nha. Các bạn comment hữu ích một chút nhé. Ok, các bạn comment xong thì các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn cũng đăng ký kênh luôn nhé, để các bạn nhận được thông báo khi các bạn trúng giải thì các bạn có thể là vào xem nha. Rồi thì bây giờ mình sao chép đường link video trước này. Mình sẽ chọn ra một bản thôi nhé, ở trong video này nha. Ok thì trong video trước thì có hẳn 26 bản comment, nhưng mà trong khi đó thì các bạn không hề like nhá, chỉ có là 3 like thôi, rất là ít bản like nha. Cho nên là mình sẽ chọn ra một bản thôi. Rồi thì bạn trúng giải có tên Hello Moto nhá. Ok thì bạn này xem được video này thì bạn có thể là IB mình để nhận thưởng BNB, thẻ cào hay là Momo nhá. Nếu như bạn nào mà muốn nhận thưởng từ kênh của mình thì các bạn tiếp tục comment nhá. Các bạn sẽ like sau là comment, và các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh luôn nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang nội dung chính của video này nha. Và ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một trang web mới ra, cho các bạn khai thác cái đồng Dogecoin miễn phí nhé. Với cái trang này thì mình chia sẻ trước là cái mình rút của nó chỉ là một Dogecoin thôi, và các bạn là thành viên tham gia sớm thì tỷ lệ các bạn rút được nó rất là cao. Còn những bạn mà tham gia muộn, 1-2 tuần sau các bạn mới tham gia thì lúc đó chắc chắn các bạn không thể rút tiền nhé. Lúc đó có thể là min rút của nó cao lên, hoặc là các bạn đăng ký thì các bạn chỉ nhận được của nó là 50 tốc độ khai thác thôi. Hiện tại ở đây nó hiện cho mình đó là 50 tốc độ khai thác, đó là free. Nhưng mà sau khi các bạn đăng ký xong thì bạn sẽ nhận về đó là 100 tốc độ khai thác nha. Đó, cho nên là các bạn muốn tham gia và muốn thử may mắn nhận một Dogecoin thì các bạn cứ thử nha. Ở đây thì mình cũng không biết là bao nhiêu ngày mình mới đủ min rút nhá, nhưng mà một Dogecoin thì mình thấy là tỷ lệ rút được nó cũng rất là cao nha. Và hiện tại thì nó hiện cho mình là tổng số người tham gia hiện tại là 1.358 thành viên tham gia trên toàn thế giới nhá. Và hoạt động của nó là một ngày trước nha. Còn số số tiền được gửi và số tiền được rút thì hiện tại ở đây mình chia sẻ với các bạn đó là ảo, là chắc nhá. Nhưng mà chúng ta tham gia ở đây đó là nhận một Dogecoin nha. Những bạn muốn thử thì thử nhá, còn các bạn không thử thì thôi nha. Ok thì ở trong cái phần này nó sẽ có cho các bạn hai phần. Phần đầu tiên thì các bạn sẽ dán địa chỉ ví Dogecoin cho mình nhé. Địa chỉ ví Dogecoin ở trên sàn giao dịch hoặc là ở trên ví PocketPay hay là ở trên các ví khác đều được hết nha. Chỉ cần là địa chỉ ví Dogecoin nhưng mà không phải là mạng B20 gì đó nhá. Chính xác là mạng của Dogecoin luôn nha. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví Dogecoin, các bạn dán vô, tiếp đến là tạo mật khẩu nhá, mật khẩu đăng nhập nha. Tạo xong là các bạn lưu trữ không được quên nhá, để mỗi lần các bạn đăng nhập nha. Ok, các bạn tạo xong hai phần, các bạn sẽ kích vào phần Go cho mình nhé. Nó sẽ hiện cho các bạn là thành công nha. Còn ở đây mà mình chưa tạo thì chắc chắn nó hiện là lỗi nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi đăng nhập vào cho các bạn xem trang chủ của nó nhé. Đăng nhập thì cũng tương tự thôi, các bạn kích vào Go thì nó sẽ hiện là đăng nhập thành công nha. Và sau khi các bạn đăng nhập vào xong, nó sẽ có giao diện như này nha. Đây, tổng số tốc độ khai thác của mình nhé, 100GH trên giây. Và ở đây các bạn sẽ thấy được là nó khai thác khá là nhanh luôn nha. Trong thời điểm hiện tại các bạn tranh thủ thì có thể các bạn nhận được một Dogecoin nhé. Bởi vì cái trang này hiện tại các bạn có thể thấy là min gửi của nó khá là cao luôn, lên đến là 70 Dogecoin. Cái này thì mình nghĩ là rất là ít người quan tâm về cái phần gửi tiền nhé. Phần gửi tiền như cái trang như này 70 Dogecoin thì đối với rất là nhiều người họ sẽ không gửi tiền đâu. Ok thì ở đây các bạn sẽ đi vào phần withdraw để các bạn xem phần rút tiền nha. Đây, các bạn có thể thấy hiện tại nó hiện cho mình là min rút chỉ là một Dogecoin thôi, ok chưa ạ? Và ở đây thì các bạn có thể thấy là mình cũng gần được là 0.01 Dogecoin nhá. À, gần được là 0.1 Dogecoin nhá. Và cái tài khoản này cũng là tài khoản mình vừa đăng ký nha, không phải là mình đã tham gia 4-5 tiếng gì đó nhá, mình vừa đăng ký thôi và mình đã khai thác được như này nhá. Nói chung các bạn muốn thử thì thử nhá, còn không thử thì các bạn có thể là bỏ qua nha. Về cả phần chia sẻ thì bạn nào mà muốn chia sẻ thì các bạn có thể là chia sẻ nhận thêm là 10% hoa hồng khi cấp dưới gửi tiền vào nhé. Cái này thì nó hiện là một cấp đổ thôi, nhưng mà không nhất thiết nha. Bởi vì những cái trang như này thì rất là ít người họ quan tâm, bởi vì min gửi của nó là khá là cao nha. Ok, về phần bonus này. Ở trong cái phần bonus thì các bạn có thể xem được là nó sẽ hiện cho mình là làm về YouTube. Các bạn sẽ nhận thêm là 50 tốc độ khai thác nhé. Ở đây thì mình thử dịch ra tiếng Việt để mình cho các bạn xem qua nha. Quảng cáo thì các bạn sẽ nhận thêm là 50GH trên giây.
quảng cáo trên Twitter các bạn lại nhận thêm là 5 gá trên dây nhé. Quảng cáo trên Facebook lại tiếp tục là nhận thêm là 5 gá trên dây nha. Ok, cái này thì chắc là đơn giản rồi. Nhưng mà các bạn phải viết bài review nhé, đối với ở trên Twitter và ở trên Facebook nha. Còn những bạn mà làm về YouTube thì các bạn cũng có thể là dán đường link video vào nhé. Đây, dán đường link video xong là các bạn đi vào phần nộp nhé. Cái phần Facebook thì mình quên và mình đã đi vào phần nộp rồi, nhưng mà mình không dán đơn, không dán cái liên kết đường link trên Facebook, cho nên là chắc chắn nó bị từ chối nhé. Mặc dù mình chưa có nhận về cái phần thưởng gas trên dây này, nhưng mà mình vẫn khai thác được rất là nhanh nha. Các bạn có thể thấy là vừa nãy mà mình làm video nhé, cực kỳ là nhanh nha. Với cái trang này thì chắc chắn là một cái trang đi ngắn hạn nhé. Bởi vì mình rút thấp như này thì theo như mình đã biết, đó là một cái trang ngắn hạn thôi, nó không có kiểu là đi dài hạn nha. Ở đây các bạn có thể là đi vào xem phần là câu hỏi từng gặp nhé. Rồi thì trang này mình cũng chia sẻ cho các bạn đó là thử may mắn thôi. Còn những bạn mà xác định đầu tư thì chắc chắn các bạn bị lỗ tiền nhá. Mình không khuyến khích các bạn đầu tư vào để lỗ nha. Chắc chắn là các bạn đầu tư vào thì mất tiền thôi. Ok chưa ạ? Cho nên các bạn chơi miễn phí cho mình nhá. Dogecoin nếu như các bạn muốn thử thì thử nha. Bởi vì nó cũng khá là ít thôi, không có nhiều nhá. Tuy nhiên đối với mình thì những cái trang tự động như này, một Dogecoin nó cũng tương đối là ok. Mình chỉ cần là mất một phút là mình đăng ký thành công rồi. Xong là mình cứ vứt vào 2-3 ngày mình đi vào xem đủ mình rút thì mình rút thôi nhá. Ok, khi các bạn rút tiền thì tiền nó sẽ tự động về ở trên ví của các bạn dùng để đăng ký nha. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.